Hello xin chào các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đó là dòng Jupiter Fin 2023 với màu xanh nha các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một mẫu xe uh, số cao cấp đó là dòng Yamaha Jupiter Fin 2023 thì Yamaha Jupiter Fin lần đầu tiên được bán tại Việt Nam động cơ là 113 phân khối trang bị phanh kết hợp trước và phân sau uh, nhất phân khúc uh, xe số nha phanh uh, còn gọi là phanh UBS đó các bạn ở trên dòng Jupiter fin này thì được trang bị thắng UBS kết hợp giữa mình phanh thắng sau phanh thắng sau là thắng trước nó thắng luôn nó tạo cái sự mà chuẩn vàng cho mình khi mà muốn thắng gấp nha các bạn thì mình sẽ mô tả qua đánh giá chi tiết về con xe này nha thì ngày 17 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Quy Nhơn Việt Nam đã ra mắt mẫu xe số phổ thông đó là Jupiter Fit được lắp ráp trong nước. Đây là sản phẩm xe số phổ thông thứ ba của Yamaha tại Việt Nam. Lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường trong nước. Thì trong trước đó là mẫu xe này đã bán ở bên Thái Lan từ 2017 nha các bạn. Dù với tên gọi là Jupiter Fin nhưng sản phẩm mới không có mối liên hệ nào với chiếc xe Jupiter chính hãng đã bán nhiều năm qua ở Việt Nam. Thì ngoại hình của dòng Jupiter Fin là trung tính ngay các bạn, thì nó hợp cho tất cả các bạn nam lẫn nữ, thì giống các um, giống cách Honda làm uh, như trên nhiều sản phẩm của hãng, ví dụ như quay gx ở phân khúc xe số, còn so với Siwitz Jupiter uh, hai mẫu xe số sở hữu ngoại hình và góc cạnh chủ yếu hướng đến là nam giới ở dòng Jupiter Fin như uh, một thứ gia vị về gì khác là để tạo nên một cái phân khúc dành cho các bạn là à, nam lẫn nữ ai sử dụng đều cũng được nha các bạn thì ngôn ngữ thiết kế đối lập thì Yamaha Jupiter Fin à, bán ra giữa phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp giống nhau về thiết kế chỉ khác nhau ở màu sơn của yên nghe các bạn màu nâu và màu đen nhé bản tiêu chuẩn có yên là màu đen còn bản cao cấp là yên màu nâu Đó, chỉ phân biệt hai cái mẫu yên thôi nghe các bạn còn tất cả các hệ thống trên xe đều giống nhau hết nhé thì phía trước đầu xe mình giới thiệu đầu xe của dòng Jupiter fin đó, một mẫu xe uh, được uh, thiết kế hoàn toàn mới cải tiến để hợp cho các bạn nhé mình sẽ quay sơ qua chi tiết con xe rồi mình sẽ giới thiệu tất cả các uh, chi tiết trên dòng xe này nha ở phía trước đầu xe có một cái ở dòng Jupiter fin này phía trước đầu xe có một cái hộp nhỏ để mình để đồ chìa khóa hoặc những cái vật dụng cá nhân kiến rồi đó nếu bỏ logo Yamaha và dòng chữ à, nhận diện sản phẩm khách hàng rất dễ lầm tưởng đây là một mẫu xe số của đối thủ Nhật là Honda nha các bạn ở phần trước các bạn thấy không phía trước đầu xe đó đèn pha halogen luôn sáng khi mình hoạt động xe nghe các bạn yếm xe tạo hình chữ V kèm theo là hai tích hợp hai cái xi nhan trước đó các bạn thấy không yếm xe ở dưới là hình chữ V tích hợp hai cái xi nhan trước đó. À cực kỳ là bắt mắt nha Đèn trước là dẫn sử dụng là bóng halogen nha các bạn. đó. mình sẽ quay chi tiết cái đèn hậu sau cho các bạn xem luôn. ở phần đèn hậu sau của dòng Jupiter fin sẵn dẫn sử dụng là bóng halogen nhưng được uh, thiết kế lớn hơn một tí nha các bạn. cho khi nó khi mình muốn xin vừa uh, qua đường qua trái qua phải hoặc mình uh, thắng gấp thì người người xa quá người ta có thể dễ quan sát để người ta né nha các bạn các bạn thấy một cái mẫu đèn của Yamaha được thiết kế trên dòng Jupiterfin mới lạ và bắt mắt nha các bạn các bạn thấy không một cái hình bầu cho cái đít nó không có bị nhọn quá nha các bạn ở khung cản nấm thì cũng được thiết kế cho cái người ngồi sau có cảm giác thoải mái nha thì mình sẽ nói sơ qua về mặt đồng hồ của dòng Jupiterfin cho các bạn tham khảo nhé đồng hồ tốc độ analog hiển thị các thông số như là tốc độ nè quãng đường À, khi mình lăn bánh hoặc mức uh, tiêu hao nhiên liệu đó các bạn, vân vân. À đèn xi nhan, cốt pha hoặc uh, đèn báo bình ắc uh, quy với đèn báo lỗi động cơ nghe các bạn. Tất cả các phiên bản của Jupiter đều uh, được uh, tích hợp về Jupiter 2023 đều có bên trái của mình á thì là nút cốt pha, xi nhan và nút còi. Còn bên phải tất cả các dòng Jupiter Fin uh, 2023 đều là uh, không có nút tắt đèn nghe các bạn. Đây, mình thấy không? chỉ có nút khởi động thôi không có nút tắt đèn nếu các bạn muốn tắt đèn ở dòng này thì mình có thể là mình gắn thêm nút công tắc thôi chứ ở dòng Jupiter Fin 2023 này thì mình bật khóa lên mình sử dụng xe thì đèn nó sẽ sáng luôn khi mình tắt khóa nó mới tắt chứ không có được tắt đèn không tắt đèn được nha các bạn ở bên hông thì cũng được làm một cái hộp chứa đồ đó các bạn để mình để những vật dụng cá nhân như là kiến mình đeo hay là các bạn có thuốc đó, mình có bỏ thuốc hay là khẩu trang những vật dụng cá nhân vân vâng đó một cái học uh, thon gọn chỉ có ở dòng Jupiter Fin mới có tất cả các uh, phiên bản dòng F, chưa có phân khúc nào thì có được cái học này thì cái cải tiến đáng đáng uh, của dòng Jupiter Fin thì ổ phá vẫn sử dụng chìa khóa dẹp nha các bạn là mở phá di phá cổ mở yên trước luôn nha ở dòng uh, Jupiter Fin này mức tiêu hao nhiên liệu là 1.64 trên 100 km khá là lý tưởng cho các bạn sử dụng một mẫu xe nhé một mẫu xe khá lý tưởng để các bạn à, sử dụng đây mình sẽ mở cốp cho các bạn xem à, tham khảo sự nhé ở cốp xe của dòng Jupiter Fin này thì được thiết kế một cách nó sâu hơn nghe quạt mình có thể để để được một cái nón bảo hiểm nửa đầu hoặc những vật dụng cá nhân như áo mưa hay là bóp những cái vật dụng nhỏ mình có thể bỏ được nghe các bạn cái phần này là phần học y làm sâu hơn ở dòng Jupiter trước nha các bạn đó, các bạn thấy một cái học sâu lúng ở dưới luôn đó cho các bạn để đồ nó nó, nó tiện hơn nhé đây ở dòng Jupiter phim thì bình xăng nó nằm trong cốp luôn nha các bạn đây bình xăng lớn bên kia là cái báo xăng nhé anh em thấy một cái các bạn thấy một cái mẫu xe được thiết kế uh, thay đổi mới hoàn toàn để thích hợp cho các bạn sử dụng nhé một cách uh, hiệu quả nhất đó thì ở dòng Jupiter Fin thì các bạn thấy cái cản không? Cái cản thì cũng được tạo cho nó dài ra sao cho cái người ngồi sau á khi mình ngồi lên đó, nó không có bị ngồi lên cái cản khó chịu ở như tất cả các dòng xe trước nha. thì ở dòng Jupiter Fin cái gốc tiên thì cũng được làm nó nó ngang hơn và nó dài hơn cho cái mình sử dụng xe đôi khi mình uh, ngồi nó thoải mái với người ngồi trước người ngồi sau nó thoải mái hoặc mình có gàn những cái đồ ở ở, ở sau mình chở đó, thì mình cũng ngồi cái tư thế cực kỳ là thoải mái nha các bạn thì tất cả các phiên bản của Jupiter Fin đều lắp là phanh đĩa trước là phanh đĩa trước và phanh sau là phanh tăng tống còn gọi là phanh má đùm nha các bạn thì công nghệ phanh được kết hợp trên Yamaha còn gọi là UBS ở trên dòng Jupiter Fin này kết hợp phanh UBS à, Honda còn gọi là CBS nha các bạn thì vốn có trên xe ga được hãng Nhật đã áp dụng trên mẫu xe số phổ thông và đó là dòng Jupiter Fin khi mình đạp phân trước á, thì phân sau nó uh, thắng bên trước, bên sau không thắng. còn mình đạp phân sau thì bên trước thắng luôn nha các bạn. ở dòng Jupiter fin này thì phục sau vẫn là phục lò xo nha các bạn, giảm trắng lò lò xo nha phục trước là phù gỏng lồng. À. một cái mẫu xe hoàn toàn được thiết kế mới, tích hợp cho tất cả các bạn. À, đôi khi mình sử dụng gia đình Như mình à, à, chở con, à, chở vợ đi dạo phố hay gì, một, một mẫu xe được thiết kế tích hợp cho các bạn à, sử dụng một cách mà nói chung là hiệu quả với uh, thích hợp cho các bạn sử dụng với mức tiết kiệm nhiên liệu đáng kể luôn các bạn đây động cơ của dòng xe này là 100 uh, còn gọi là 115 các bạn 115 cc ở bên đây là bờ phần nồi của dòng xe Jupiter nhé nó lọc nhất ở dòng Jupiter phim này dẫn sử dụng lọc nhất rồi nha các bạn cho mình dễ dàng thay thế À, đôi khi mình sử dụng xe thì ở phần lọc nhớt thì các bạn chạy cứ ba lần thay nhớt mình thay một lần nhé nó tiện hơn các mẫu xe của các nghe các bạn đây mình sẽ nói về phanh ubed thì phanh ubed à, là tức nghĩa là mình sẽ giới thích cho các bạn hiểu là khi mình đạp phanh sau á thì lực phanh đồng thời nó phân bổ à, cho bánh trước và bánh sau giúp tạo ra lực phanh đều hơn hạn chế chưa hiện tượng mà mình chạy mình thắng gấp nó bị sàn cả đuôi của bạn. Còn gọi là văn đuôi Với phanh trước công nghệ này Không can thiệp là Khi mình thắng thắng trước Thì nó không có ảnh hưởng gì thắng sau nha Còn mình đạp thắng sau Thì mấy thắng luôn thắng trước nha các bạn Còn gọi là phánh UBS Một mẫu xe hoàn toàn mới Cho các bạn nha Mình thích nhất ở mẫu xe này là Thứ nhất là thắng Được kết hợp thắng UBS nè Hộp chứa đồ nhỏ trước cho mình để tiện dụng Với cái mẫu đèn được làm thiết kế gọn hơn Với ở phần mặt nạ được thiết kế một cái dãy đèn xi nhanh Cực kỳ là mắt mắt nhé